Hoan hỷ đón chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên thay mặt 30 tập của chương trình, xin kính chúc quý vị vạn sự như ý, phú quý, bình an, chiêm nghiệm được nhiều kiến thức về tử vi phong thủy và đời sống tâm linh. Và sau đây xin mời quý vị khán thính giả cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, thờ cúng là tín ngưỡng lâu đời của người Việt. Vì vậy trong mỗi hộ gia đình thường có một bàn thờ tổ tiên. Và ngày mùng 1, ngày rằm hàng tháng hay những ngày giỗ lễ Tết, con cháu lại dâng lễ vật lên bàn thờ để tỏ lòng thành kính, cầu mong một tháng bình an, may mắn. Theo các chuyên gia nghiên cứu về tâm linh, nếu bàn thờ xuất hiện 4 điều sau thì chứng tỏ gia đình bạn sẽ gặp may mắn trong thời gian sắp tới. Có thể là về tài lộc, công việc hoặc sức khỏe, đường tình duyên. Vậy hiện tượng đó là gì? Mời quý vị hãy cùng Phú Quý Tài Lộc tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay. Dấu hiệu thứ nhất là cây cối trên bàn thờ nảy lộc đâm chồi. Trên bàn thờ, ngoài bát hương, bài vị, ảnh thờ, gia chủ có thể đặt một số loại cây phong thủy mang ý nghĩa tốt lành, giúp mang may mắn, tăng vượng khí như cây phát tài, cây kim tiền, cây ngọc bích. Và nếu như sau bao nhiêu ngày đột nhiên chúng đâm chồi nảy lộc hoặc đơm hoa, thì đó chính là dấu hiệu cực kỳ may mắn. Trong thời gian tới, trong nhà bạn sẽ có tin vui, hoặc là về đường tình duyên, hoặc là về đường công danh tài lộc, cuộc sống vô cùng viên mãn, hạnh phúc. Người xưa thường nói cây cối cũng có linh hồn, chỉ ở những nơi đất lành chúng mới có thể sinh sôi nảy nở, cho ra những bông hoa thơm, trái ngọt mà thôi. Chính vì vậy, chắc chắn trong thời gian tới, nhà bạn sẽ gặt hái được nhiều thành tựu đáng nể, cuộc sống vô cùng rực rỡ. Dấu hiệu thứ hai là bướm bay vào nhà, đậu trên bàn thờ. Trong phong thủy, bướm là một loài tượng trưng cho thần tài. Nếu vào ngày mùng 1, bướm đột nhiên bay vào nhà và đậu trên bàn thờ, thì đây là dấu hiệu rất may mắn, mang đến tài lộc cho gia chủ. Trong dân gian, bướm được xem là linh hồn của người quá cố, mượn thân xác bướm để quay trở về dương gian, thăm con cháu. Một khi bướm bay vào nhà, đặc biệt là khi đậu lên bàn thờ, dân gian coi đó là điểm báo tốt lành, may mắn. Người xưa còn phụ thuộc vào màu sắc, thời gian bướm bay vào nhà để dự đoán điểm báo. Cụ thể, nếu bướm bay vào nhà vào ban ngày, đó là điểm báo tin vui về tình cảm. Chẳng hạn như người độc thân có thể tìm được một nửa đích thực, người có đôi sắp về chung một nhà, hoặc người thân của gia chủ sẽ sớm có hỷ sự. Nếu bướm vào nhà vào ban đêm, chứng tỏ gia đạo bình an, điều tốt lành đang đến với gia đình. Nếu bướm có màu sắc sặc sỡ bay vào nhà, đây là điểm báo may mắn về đường tình duyên. Nếu đó là bướm đen hoặc xám, dân gian cho đó là điểm báo người thân đang về thăm nhà, hoặc có khách quý sắp ghé nhà, hoặc công việc đang làm sẽ khởi sắc, người làm ăn kinh doanh hanh thông, tài lộc tấn tới. Nếu bướm trắng bay vào nhà, gia chủ sẽ có một tháng nhiều may mắn và tài lộc. Do đó nếu thấy bướm bay vào nhà thì bạn đừng làm hại nó, hãy để nó tự đến tự đi nhé. Dấu hiệu thứ ba là trên bàn thờ có hương hoa, hương quả. Thờ cúng tâm linh là tập tục lâu đời của người Việt, được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Vào các ngày lễ chạp như rằm, mùng 1, giỗ chạp, lễ Tết, người Việt thường dâng mâm cúng với hương hoa, trái cây lên bàn thờ gia tiên hay thần Phật để cầu mong được phù hộ, che chở, giúp gia đình hòa thuận, làm ăn tấn tới. Khi thắp hương, gia chủ không cần quá cầu kỳ, chỉ cần một bình hoa đẹp, một đĩa hoa quả sạch sẽ, hương nhang thơm và tấm lòng thành là được. Lưu ý khi chọn hoa dâng lên bàn thờ, cần phải chọn những loài hoa có mùi hương nhẹ nhàng, thanh tao, ý nghĩa tốt lành như hoa sen, hoa cúc vàng, hoa hồng đỏ.
tránh những loài hoa có mùi hôi, ý nghĩa xấu như hoa cúc vạn thọ, hoa nhài, dâm bụt, phong lan. Hoa quả để thắp hương không được chín đẫu, dập nát, nên chọn những loại quả có hương thơm nhẹ nhàng như xoài, bưởi, lựu. Tránh chọn những loại quả có mùi hương quá nồng, có gai như sầu riêng, mít. Ngoài ra bàn thờ là nơi tôn nghiêm nên đặt hoa trên bàn cũng cần tính đến sự cân đối. Không nên đặt lọ hoa quá to lên bàn thờ quá nhỏ, khiến các đồ thờ khác trên bàn bị che khuất. Tránh chọn các loại trái cây có mùi nồng nặc như sầu riêng. Bởi bàn thờ là nơi thiêng liêng, do đó nên lựa chọn những trái cây có mùi thơm nhẹ nhàng, ngọt ngào là phù hợp nhất. Ngoài ra không nên cúng các loại quả mọc sát đất hoặc những loại quả có họ hàng với rau như cà chua, me, thanh trà. Cũng không nên đưa lên bàn thờ những loại quả có vị đắng, cay như ớt, khổ qua để tránh liên tưởng đến những đắng cay gia chủ sẽ gặp phải trong năm mới. Dấu hiệu thứ tư là nhang hương xoắn vòng đẹp mắt. Thắp nhang là một văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Việt. Thông qua nén nhang, con cháu muốn gửi gắm lời nguyện cầu bình an và để tưởng nhớ về nguồn cội. Vì vậy không thể phủ nhận rằng mỗi lần cầm nén nhang lên thắp là một lần người thắp luôn thành tâm cầu nguyện một điều gì đó, có thể là dành cho bản thân, cho gia đình, cho mọi người xung quanh và cho cả nhân loại. Nhưng cũng có thể thấy nén nhang như một sợi dây vô hình kết nối con người với thế giới tâm linh. Mà thông qua nén nhang, con người mong cầu những ước nguyện thầm kín của mỗi người. Chính vì những ý nghĩa tâm linh của nén nhang mà từ lúc nào nhiều người đã quan niệm rằng nhang sau khi đốt hết sẽ tạo thành tàn nhang xoắn vòng cung đẹp mắt. Điều này chính là biểu hiện của tổ tiên, đấng thần linh, chứng giám cho những lời cầu nguyện được toại thành. Hơn nữa, nhiều người tin rằng nếu nhà ai thắp được nhang càng có tàn cong đậu nhiều thì càng có nhiều tài lộc vào nhà, là một điều tốt đẹp cho gia đình. Nếu không cũng có chuyển biến tích cực giúp bạn tạo dựng tiền đồ được như mong muốn. Đặc biệt, với những người làm ăn kinh doanh buôn bán, nhang hương xoắn vòng là dấu hiệu rất đáng mừng. Trong thời gian tới, những dự định bạn ấp ủ bao lâu nay có thể được thực hiện. Quý vị thân mến, trên đây là những dấu hiệu cho thấy bàn thờ đang có lộc, gia chủ cần lưu ý để nắm bắt cơ hội đổi đời cho gia đình. Ngoài ra còn có rất nhiều yếu tố phong thủy bàn thờ khác, tưởng là nhỏ nhặt, nhưng nếu không được gia chủ lưu tâm thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới tài vận của gia đình trong thời gian dài. Bàn thờ được coi là chốn linh thiêng nhất trong nhà. Nếu có những biểu hiện không tốt sau thì sẽ gây tác động khá nhiều tới hạnh phúc, bình an và sức khỏe. Bởi vậy cần lưu ý những điềm báo không may trên bàn thờ dưới đây. Nếu một trong những điều này bất ngờ xuất hiện, gia chủ nên cẩn trọng. Điềm báo thứ nhất là mặt trước bàn thờ bị trách xuống dưới đất. Bàn thờ được coi là chốn linh thiêng nhất trong nhà, là nơi để gia đình thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ đến tổ tiên, người đã khuất hoặc các vị thần Phật, đồng thời cầu mong sự may mắn, hạnh phúc và tiền tài. Do đó nếu không chú ý đến các yếu tố phong thủy của bàn thờ, gia đình bạn có thể gặp phải nhiều vận hạn. Một trong số đó chính là việc bàn thờ chúi về phía trước. Điều này dù nhiều hay ít đều sẽ tác động tới tình hình tài chính của gia đình bạn. Do đó ngoài việc chi tiêu thận trọng hơn, bạn còn phải tìm hiểu yếu tố tâm linh, phải tìm nguyên nhân vì sao bàn thờ không ngay ngắn, cân đối, vì có thể đó là do lỗi thiết kế ban đầu, do mối mọt chất liệu gỗ. Ngoài ra, nếu phát hiện thấy ảnh thờ đang treo bỗng bị nghiêng lệch hoặc xuất hiện nước trên bề mặt, cũng cần nhanh chóng điều chỉnh. Nếu có thể nên chọn mua những chiếc bàn thờ đẹp, cân đối nhưng vẫn đảm bảo độ bằng phẳng và chắc chắn. Điềm báo thứ hai là đổ hoặc vỡ lọ hoa trên bàn thờ. Hầu hết trong mỗi gia đình Việt đều không thể thiếu sự xuất hiện của bàn thờ tổ tiên, ông bà. Đây không chỉ là không gian tâm linh đóng vai trò quan trọng, mà còn là nơi để con cháu thể hiện lòng thành kính với bề trên.
Vì là nơi linh thiêng nên việc đổ vỡ bất cứ thứ gì trên bàn thờ đều là những điều cần lo lắng. Một số người không cho rằng lọ hoa trên bàn thờ bị đổ chỉ là do bất cẩn trong lúc lau dọn hay những yếu tố tác động, là một chuyện thường tình, không đáng lo ngại. Song theo quan niệm từ thời xa xưa và trong phong thủy, việc đổ vỡ những đồ vật trong gia đình như lọ hoa, chén, bát đều dấu hiệu những điểm báo không tốt, mà bàn thờ có nhiều yếu tố tâm linh. Vì vậy sẽ không tránh khỏi việc lọ hoa trên bàn thờ bị đổ, báo hiệu đến gia chủ và gia đình những điều không hay. Đây được xem như một điểm báo trước những rủi ro có thể xảy đến với gia chủ hay những thành viên trong gia đình về nhiều vấn đề như gặp vận xui về sức khỏe, tài chính, gia đình bị lục đục. Đối với các vấn đề mang yếu tố tâm linh thì gia chủ và gia đình cần phải cực kỳ cẩn trọng và không nên xem nhẹ. Cần phải tìm ra cách xử lý thỏa đáng. Nếu chẳng may lọ hoa trên bàn thờ bị đổ thì nên thắp hương và khấn xin tổ tiên tha lỗi một cách thành khẩn nhất. Cùng với đó là dọn dẹp sạch sẽ nó ngay và mua một lọ hoa mới thay thế trong khoảng thời gian sớm nhất. Điều này có thể sẽ giúp bạn và gia đình thoát khỏi những khó khăn trong tương lai. Điểm báo thứ ba là bát hương thờ tổ tiên bị cháy. Dù không ai tác động nhưng lư hương, bát hương hoặc hương để sẵn bên cạnh bàn thờ bỗng nhiên bị cháy. Việc cháy bát hương hoặc lư hương như thế này là lời nhắc nhở bạn phải hết sức thận trọng cả về mặt tâm linh cũng như an toàn cho cả gia đình. Về mặt tâm linh, có hai trường hợp điềm báo cần lưu tâm. Bát hương cháy ở phần trên thành ngọn lửa lớn hóa dương. Đây được coi là một điềm báo vô cùng tốt. Thường thì bạn và gia đình sẽ gặp nhiều may mắn, hạnh phúc, con đường tài lộc cũng sẽ thay đổi theo. Bát hương cháy ở phần dưới âm ỉ, không thành lửa lớn, hóa âm. Đây là một điểm báo xấu, có thể làm mồ mả bị động. Hoặc gia chủ sẽ phải đối mặt với khó khăn về làm ăn, tiền bạc hoặc bị mất trộm. Khoa học đã từng lý giải, có thể khi que hương sắp tàn, lửa tuy nhỏ nhưng cũng đủ bén vào các chân hương trong bát nên bùng cháy. Tuy vậy, trường hợp này khó xảy ra khi không hề có bất cứ nguồn lửa nào trên bàn thờ. Điềm báo thứ tư là sập hoặc rơi bàn thờ. Sập hoặc rơi bàn thờ là sự cố hy hữu, nhưng không có nghĩa là không xảy ra khi mà các hộ gia đình ngày nay luôn cố gắng tiết kiệm nhiều diện tích nên sử dụng bàn thờ dạng treo. Một thời gian sau, bàn thờ bị rơi do quá nhiều đồ trên bàn thờ hoặc tường nhà yếu đi, dây bị đứt. Hoặc dịp lễ Tết lớn như Tết Nguyên Đán bày quá nhiều đồ lên bàn thờ khiến vị trí bị xô lệch hoặc sập gãy, hoặc bàn thờ lâu ngày bị mối mọt. Trong văn hóa thờ cúng tâm linh của người Việt, đây là điểm báo nhiều điểm gờ có thể xảy đến với gia đình trong thời gian sắp tới, hoặc là do gia đình không chăm lo nhang đèn, hương khói cho bề trên một cách thành tâm chu đáo. Ngoài ra, bàn thờ bị sập còn khiến cho đồ trên bàn thờ bị rơi vỡ, tác động không nhỏ đến sự thanh tịnh của những người đã khuất. Trong trường hợp này, bạn nên bình tĩnh và dọn dẹp sạch sẽ, làm lại bàn thờ chắc chắn hơn. Chú ý không nên bày quá nhiều đồ thờ nặng, khéo sắp xếp đồ trên bàn thờ như vậy, gia chủ đón rước nhiều tài lộc. Nếu có điều kiện nên chuyển sang dùng kệ thờ, tủ thờ để đảm bảo không còn tình trạng sập gãy lần sau. Điềm báo thứ 5 là ảnh thờ bỗng nhiên bị nghiêng lệch hoặc đổ mồ hôi. Nếu ảnh thờ tổ tiên hoặc ảnh người đã khuất không còn ngay ngắn hoặc ảnh bị đổ mồ hôi do thời tiết nồm ẩm thì phải điều chỉnh lại càng sớm càng tốt. Đừng xem thường hiện tượng này vì nó ảnh hưởng không nhỏ tới phong thủy bàn thờ. Điều này có nghĩa là yếu tố phong thủy trong nhà quá nặng, là biểu hiện ám chỉ rằng trong nhà có khả năng sẽ gặp sự cố. Gia đình cần hết sức đề phòng. Ngoài ra, phòng nồm ẩm còn là nguyên nhân dẫn đến bệnh tật phát sinh, do đó nên tìm cách để xử lý cho mọi đồ vật trong nhà trở nên khô ráo sạch sẽ hơn. Điềm báo cuối cùng là đồ cúng tự nhiên bị mốc. Vào ngày rằm hoặc lễ Tết, những đồ thờ cúng như bánh trái, hoa quả được đặt lên bàn thờ và hạ xuống sau 1 đến 2 ngày. Vào những ngày thời tiết không quá nồm ẩm, nóng bức
mà những thứ này đột nhiên bị mốc là điều rất không bình thường. Theo quan niệm của người xưa, đây không thể là biểu hiện của sự không thành tâm khi dâng cúng đồ thờ không tốt. Vì thế bạn nên nhớ rằng lễ để thờ cúng không phải quá cầu kỳ, nhưng nhất định phải chuẩn bị chu đáo, thành tâm. Đây cũng có thể là biểu hiện do quỷ thần lén lút ăn vụng đồ thờ cúng khi gia chủ không để ý, hoặc tổ tiên đang trách mắng việc thờ cúng của con cháu không thành tâm. Nhiều người vì không coi trọng hoặc quá bận rộn mà đi mua đại vài thứ hoa quả bánh để thờ cúng. Có khi vì vội quá mà chọn luôn quả bị sâu, thối. Thật ra không cần phải chọn những thức ngon vật lạ đắt đỏ để dâng lên tổ tiên, chỉ cần có tâm, làm thật cẩn thận thì sẽ được người bề trên ghi nhận, phù hộ giúp. Quý vị thân mến, bàn thờ là nơi để cả gia đình tưởng nhớ tới tổ tiên cũng như mong cầu sự bình an và may mắn. Vậy nên quý vị hãy lưu ý các yếu tố phong thủy trên đây để có những giải pháp phù hợp, tránh được mọi điều xui rủi trong cuộc sống. Và điều quan trọng nhất là gia chủ cần phải thành tâm cầu khấn, cố gắng lao động, chăm chỉ, suy nghĩ tích cực, hành động hướng thiện thì vận mệnh mới nhanh chóng thay đổi, sớm có cuộc sống bình an, hạnh phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và đừng quên ấn like và đăng ký kênh Phú Quý Tài Lộc để không bỏ lỡ những video hay nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.